Nàng tưởng tượng gì thế? Đầu óc có bệnh sao? Đi thôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Bao nhiêu năm như thế rồi, chúng ta chưa bao giờ thấy đại nhân vui vẻ thoải mái như thế. Đi thôi, chúng ta đi tìm xem tối nay có cô nương khiêu vũ cùng chúng ta hay không. Đi. Ta không có hứng thú. Ta đi trước đây. Giả đàng hoàng. Đừng bỏ ta một mình mà. Tối nay gió thật là lớn quá. Bán dây thừng đỏ đây. Bán thừng đỏ đây. Đi qua xin đừng bỏ qua. Lại xem đi nào. Bán dây thừng đỏ đây. Bán dây thừng đỏ đây. Chúng ta qua bên đó xem đi. Cô nương à, xem. Ông chủ à, màu này chỉ có một sợi hay sao? Ta muốn hai sợi. Chỉ có một cái thôi, thật ngại quá. Được thôi. Muốn hai sợi để làm gì? Huynh một sợi, ta một sợi. Thứ này ở bên cạnh của chúng ta chỉ có hai người thích nhau mới làm được thôi. Mới làm gì? Qua bên kia mua cá nướng đi nào. Huynh đợi ta một lát. Chỉ có người thích lẫn nhau mới mua. Ông chủ à, cái này người bán cho ta. Ông chủ à, bán hai con cá nướng. Được. Tên thanh mặt nhan này hẳn là không nghe được chứ gì. Như Tiểu Lam, người rốt cuộc cứ tự mình đa tình làm gì chứ. Người ta cũng đâu có thích ngươi đâu. Cảm ơn ông chủ. Dây đỏ đây. Dây đỏ đây. Dây đỏ đây. Đi đâu mất rồi? Ông chủ à, ông có thấy nam sinh vừa nãy hay không? Đi về phía kia rồi. Cảm ơn ông chủ. Không có gì. Tiểu Lam. Tiểu Lam. Tiểu Lam. Đã qua bao nhiêu năm rồi, dòng do một hồi, vẫn cứ để ta tìm được ngươi. Cổ Dương. Thanh Mặc Nhan. Tiểu Lam. Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan. Quỳnh tỉnh lại đi. Mặc Nhan.
Thanh Mật Nhan à, Như cô nương đừng qua đó, hai người ra ngoài đi. Hai người nói gì thế? Cô nãy cứ thế này sẽ chết mất. Như cô nương, đại nhân đã dặn rồi, nếu cổ độc tái phát tuyệt đối không được cho cô tới gần. Tại sao? Chúng ta ra ngoài đi Như cô nương. Ta không muốn. Hai người đừng cản ta. Chẳng phải hai người nói ta có thể giải cổ độc trên người huynh ấy? Cô đừng quậy nữa được không? Hai người đừng cản ta mà. Đủ rồi, ra ngoài đi. Bằng không, kẻ mất mạng tiếp theo sẽ là cô đó. Đi thôi. Mỗi lần cô giúp Thanh đại nhân giải cổ độc đều sẽ tổn hao một lượng lớn linh khí. Còn nhớ không, lần trước sau khi cô giúp ngày ấy giải cổ độc, mất những 3 ngày mới tỉnh lại được. Lần tới sẽ còn nghiêm trọng hơn, có thể là 5 ngày, 10 ngày. Khi linh khí sinh mệnh hao sạch, cô sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Ta đã tìm được cách khác có thể giúp cho ta kìm hãm cổ độc trong người, cho nên ta không cần cô nữa. Vậy là lần đó huynh ấy đuổi mình đi là vì sợ mình tổn thương. Đại nhân, ngài tỉnh rồi sao? Không cần đỡ ta đâu. Cổ độc ta lại phát tác hay sao? Đúng vậy đại nhân, đều là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ vốn tưởng đại nhân dùng thuốc xong là cổ độc sẽ không phát tác nữa. Vậy lý do không thành công là gì thế? Thuộc hạ vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Nhưng mà thuộc hạ suy đoán cổ độc của đại nhân không phải cổ độc thông thường như Tiểu Lam đâu. Sáng nay thuộc hạ ghé phòng Như cô nương, phát hiện ra hình như cô ấy đã đi khỏi rồi. Điều tại thuộc hạ nhiều lời cho Như cô nương biết chuyện hao tổn sinh mệnh, xin đại nhân trừng phạt. Ngươi không cần tự trách đâu, ngươi không làm sai. Lùi xuống đi. Dân đại nhân. Quý phi nương nương, con rối gỗ này là ngươi tự điêu khắc hay sao? Ta có thể xem một chút không? Điêu khắc rất là đẹp, hôm nào cũng làm một cái cho bản cung đi. Dân nương nương. Quý phi nương nương à, ta xin đi trước. Nương nương à, trên con rối gỗ vừa rồi có khắc tên của Tiểu Lam. Ta biết rồi. Rốt cuộc tại sao ta lại đến đây? Vô duyên vô cớ biến thành mèo đã đành, còn bị các người coi là yêu quái tra hỏi ở đây. Khó khăn lắm mới trụ qua được kỳ nghỉ hè. Ông cũng bế quan xong rồi,
Ông ta nhất định sẽ tìm ta khắp nơi. Ông không tìm được ta, thế nào cũng thương tâm lắm đó. Kể từ hồi đó, ta đã nên để cô đi. Như Tiểu Lam, ta đang mong đợi điều gì thế? Chắc là ta bị ảo giác rồi. Thanh Mặc Nhan, sao huynh lại ở đây? Câu này phải là ta hỏi cô mới đúng chứ. Sao cô lại ở đây? Đây không phải là phòng của ta sao? Sáng nay Trường Hận bảo ta cô đã đi rồi mà. Đúng, ta đến hiệu thuốc. Huynh xem nè, ta mua nhiều thuốc lắm đó. Cái này là đương quy, nhân sâm, phục linh, dùng để bổ khí. Còn cái này là táo đỏ, bạch thược, địa hoàng, dùng để bổ máu. Còn có, cô mua mấy thứ này cho ta làm gì? Ta không phải mua cho huynh đâu, ta tự mua cho mình uống thôi. Tối qua ta đã nghĩ nghiêm túc cả đêm. Chẳng phải huynh nói mỗi lần ta giải cổ độc cho huynh là sẽ hao tổn nguyên khí hay sao? Nếu ta giải cổ độc cho huynh sẽ hao tổn nguyên khí, thì ta sẽ chuyên tâm bồi bổ nguyên khí. Thanh Mặc Nhan à, huynh thật sự không cần phải lo ta sẽ bị thương đâu. Cũng không cần phải lo ta hy sinh vì huynh. Vì ta thật sự rất sợ chết, cho nên ta sẽ bảo vệ tốt cho chính mình. Huynh đừng đuổi ta đi nữa có được không? Ta đã buông bỏ tôn nghiêm cầu xin huynh như vậy rồi, huynh vẫn muốn đuổi ta đi sao? Ở đây ta chỉ có mình huynh thôi. Ta chỉ tin mình huynh. Ta đã cho muội cơ hội rồi đó. Nếu lần này muội không đi, ta sẽ không để muội đi nữa đâu. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Thanh Đô sư huynh, đã lâu không gặp, dạo này vẫn ổn đó chứ? Ta nhìn thấy dấu hiệu cổ dương xuất hiện, chính là ở trong tòa thành này. Bao nhiêu năm nay, sư huynh vẫn chưa từ bỏ ý định triệu hồi vợ con hay sao? Câm mồm! Năm đó nếu không phải ngươi phản bội lời hứa, thì ta đã sớm cứu được vợ của ta, càng không mất đi Tiểu Quyển. Sư huynh không cần kích động như thế. Ta và huynh là người ngồi trên một thuyền. Ta sẽ giúp huynh một tay. Huynh cần cổ dương để triệu hồi vợ con của huynh về. Còn ta cần phải tìm ra Thanh Quán. Thanh Quán? Chẳng phải 20 năm trước đã chết rồi sao? Huynh có nhìn thấy qua hài cốt của cô ta sao? Vậy cổ dương mới ra này giải thích làm sao đây? Người đàn bà gian xảo này nhất định đang trốn ở một góc nào trong thành. Huynh còn nhớ hay không? Đây là quả chú mà Thanh Quán hay sử dụng nhất. Mà cái quả chú này đến từ một cô gái. Ta nghi ngờ đó chính là con của Thanh Quán. Chuyện gì thế? Giấy khế ước đó, để cho huynh yên tâm. Ta hứa sau này khi huynh bị tái phát cổ độc, ta chắc chắn sẽ không lại gần huynh. Điều đầu tiên này thì ta đồng ý. Còn điều thứ hai này là ý gì đây? Là nghĩa trên mặt chữ đó. Không có sự đồng ý của Như Tiểu Lam, Thanh Mặc Nhan không được chết.
Ta muốn chết. Còn phải qua sự đồng ý của muội sao? Đương nhiên rồi, ta cũng phải có gì để đảm bảo chứ. Muội yên tâm đi, ta sẽ không dễ chết vậy đâu. Ký đi. Cuối cùng cũng có sự đồng ý với nhau rồi. Không được, ta phải thêm một mục nữa. Sau này Thanh Mặc Nhan không được xem như Tiểu Lam như là thú cưng. Trên miệng bảo là không làm thú cưng, mà còn làm những thứ như là thú cưng hay sao? Ta không quan tâm huynh nữa đâu. Được rồi, muội không phải là thú cưng của ta, được chưa? Vậy ta là gì của huynh đây? Muội là người phụ nữ của ta. Nè, làm gì vậy? Huynh có biết bên chỗ của muội, bạn trai và bạn gái đi chung với nhau? Đợi đã, cái gì là bạn trai bạn gái? Bạn trai bạn gái tức là hai người yêu thích nhau, trước lúc chưa thành hôn sẽ làm một vài chuyện đặc biệt. Chuyện đặc biệt là gì? Trong giai đoạn này muốn nắm tay thì nắm tay. Muốn hôn thì hôn. Đi thôi. Tiểu Dương gia, Như cô nương à, Tiểu Dương gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại đến thế? Muốn gặp tỷ cho nên đến đây thôi. Chúng ta lần trước nói sẽ cùng nhau ra ngoài chơi lần nữa. Tiểu quên rồi sao? Xin lỗi nha, ta gần đây nhiều việc quá nên quên mất. Là liên quan đến đại lý Tự Khanh. Tiểu Dương gia à, thực ra ta muốn nói với đệ một việc. Như cô nương à, tỷ có thể cùng ta vào cung không? Sao đột nhiên nói như thế? Trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Thực ra ta cũng không nói rõ được đâu. Hai ngày nay ngủ cũng không ngon, vừa nhắm mắt luôn cảm thấy hình như có người đang nói chuyện với ta. Là âm thanh thế nào? Hình như là âm thanh của một nam nhân, nhưng mà nói cái gì ta cũng nghe không hiểu. Bỏ đi, tỷ cứ quên đi lời ta vừa nói đi. Có thể là ngủ không ngon nên suy nghĩ linh tinh thôi. Thật sự không sao, không sao. Chúng ta lần sau cùng nhau thả diều giấy, được không? Được. Như Tiểu Lam. Có. Cô có nhớ lúc trước lời ta từng nói hay không? Huynh không phải nói ta không phải sủng vật của huynh, mà là... Được rồi, nhớ là tốt. Chỉ là ra ngoài tiễn người thôi, có cần phải lâu như vậy mới về không? Thanh Mặc Nhan, huynh lại ghen với Tiểu Dương gia sao? Huynh yên tâm đi, ta đối với đứa trẻ chưa thành niên này không có hứng thú đâu. Cậu ấy không phải là món của ta. Món gì mà món chứ? Ý của ta là huynh chính là món của ta. Cô lại dám so sánh đại lý Tự Khanh với một món ăn. Huynh đừng có hiểu lầm, ta hoàn toàn không có ý xem thường huynh. Ta nói huynh là món của ta, chính là huynh là người ta yêu nhất. Ta chỉ muốn ngậm huynh ở trong miệng thôi, nuốt vào trong bụng, một khắc cũng không muốn rời xa huynh. Được rồi,
Cô có nhìn thấy ra gần đây Tiểu Dương gia có chút khác lạ hay không? Huynh cũng phát hiện ra sao? Sắc mặt tiều tụy, ánh mắt hoảng hốt, nhất định là có chuyện phiền phức gì đó, cho nên mới cầu tới sự giúp đỡ của cô. Tiểu Dương gia nói gần đây cậu ấy không ngủ được, luôn nghe thấy một giọng của nam nhân. Ta nghi ngờ không đơn giản là ảo giác, mà có người hạ chú thuật với cậu ấy. Cô còn nhìn ra được gì không? Chú thuật chưa thành hình, hơn nữa cũng không biết người dùng thuật là ai, cũng không biết dùng cách gì đi hóa giải, cho nên không biết ra tay thế nào. Ngày mai ta đi thị sát tẩm cung của Tiểu Dương gia, xem có thể tìm ra manh mối khác hay không. Không có việc gì thì ta đi đây. Đợi đã, cô không phải nói ta là món của cô sao? Cô không phải nói là luôn luôn không muốn rời xa ta sao? Ta đi đâu, cô phải đến đó. Đi theo ta nào. Ta đã nói huynh là món của ta rồi mà, huynh không được buông ra đâu. Làm gì đó? Huynh không phải đang xem sách hay sao? Ta điểm thêm chút nhạc cho huynh. Huynh hát cùng ta đi. Huynh hát cùng ta đi mà. Cô nói thứ cô vừa hát là bài hát hả? Đúng rồi đó, rất là hay. Ta dạy cho huynh nha. Không đâu, muốn hát cô tự hát đi, ta không hát. Huynh hát cùng ta đi, đại nhân không hay rồi. Trong cung lại xảy ra chuyện. Chuyện gì? Lại có hai cung nữ và thái giám bị giết. Hơn nữa là ở trong tẩm cung của Tiểu Dương gia. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Mời đại nhân. Di thần tham kiến Tiểu Dương gia. Tiểu Lam. Tiểu Lam à, cuối cùng tỷ đến rồi sao? Tiểu Dương gia, thế này... Xin lỗi nha, vừa nãy ta cuống quá. Nhìn thấy tỷ, yên tâm rồi, nên là không sao đâu. Nhưng mà Tiểu Dương gia không bị thương đó chứ? Không có. Nhưng mà... Tiểu Dương gia, bên ngoài tẩm cung của người chính là nơi xảy ra án mạng sao? Đúng thế. Vậy người có còn nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Hai hôm nay ta đều ngủ không ngon. Tối hôm qua ta lên giường từ rất sớm, nhưng mà trong mơ hình như ta nghe thấy bên ngoài có hơi hỗn loạn. Nhưng mà khi đó ta quá mệt mỏi nên không ra ngoài xem. Đến hôm sau, ta mới phát hiện cung nữ thường hầu hạ ta không thấy tới. Vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy bọn họ nằm giữa vũng máu rồi. Thái tử điện hạ giá đáo. Di thần tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử ca ca, miễn lễ. Bản vương nghe nói tẩm cung của Tiểu Dương gia có thích khách nên đặc biệt tới xem sao. Tiểu Dương gia đệ không sao chứ? Không sao. Đa tạ thái tử ca ca quan tâm. Như cô nương, lâu rồi không gặp, gần đây cô thế nào? Ta rất khỏe, đa tạ thái tử điện hạ. Phải rồi, lát nữa cô có rảnh không? Bản vương có thứ muốn tặng cho cô. Khởi bẩm thái tử điện hạ, sau khi điều tra xong, chúng thần phải mau chóng về đại lý tự. Bản vương đang hỏi như cô nương, chi thần biết, chỉ là ở đại lý tự, thật sự là công vụ ngập đầu. Bản vương biết, như cô nương là người quản lý chuyện ở y quán, cũng không thoát được. Có phải đại lý tự khanh đang cố ý làm khó như cô nương?